thẻ học nghề có bán được hay không? Bên cạnh việc sử dụng thẻ học nghề một cách hiệu quả thì có rất nhiều các bạn trẻ muốn bán chiếc thẻ này để lấy tiền mặt. Và để biết được rằng chiếc thẻ học nghề này có bán được hay không thì hãy theo dõi hết video này nhé, để tìm cho mình câu trả lời. Và trước khi bắt đầu thì hãy ủng hộ Kỳ Duyên và Trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video để lan tỏa video này đến nhiều người biết hơn nữa. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Là hình thức hỗ trợ toàn diện nhất, mang lại nhiều quyền lợi nhất dành cho các quân nhân sau khi xuất ngũ. Đây là cơ hội tốt để các đồng chí có thể học tập, tìm kiếm công việc để tạo dựng cuộc sống. Và trước khi trả lời cho câu hỏi thẻ học nghề có bán được hay không thì chúng ta cần hiểu rõ về giá trị, thời hạn và quyền lợi của thẻ học nghề. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về giá trị của chiếc thẻ học nghề. Theo Điều 16 Nghị định 61 năm 2015 có quy định rõ, sau khoảng 2 năm, các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự với nhà nước sẽ được cấp phát một chiếc thẻ học nghề, và chiếc thẻ học nghề này có trị giá không quá 12 tháng lương cơ sở, mà một tháng lương cơ sở đang có trị giá là 1.800.000 đồng. Thứ hai, đó chính là thời hạn của thẻ học nghề. Cũng tại Điều 16 của Nghị định 61 năm 2015 có quy định rõ, thẻ học nghề chỉ có giá trị trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp. Ví dụ, thẻ học nghề của bạn được cấp vào ngày 26 tháng 1 năm 2024 thì thời hạn cuối cùng của thẻ học nghề này của bạn sẽ có giá trị là ngày 26 tháng 1 năm 2025. Và trong một năm này thì bạn cần phải hoàn thành xong khóa học của mình. Theo Thông tư 214 năm 2011 của Bộ Quốc phòng có quy định rõ, bộ đội xuất ngũ có thẻ học nghề có thể sử dụng để học một trong 52 ngành nghề thuộc hệ sơ cấp nghề. Và nếu như bạn muốn biết rõ về 52 ngành nghề này là những ngành nghề nào thì Duyên có để link ở phía dưới phần mô tả, các bạn hãy tham khảo nhé. Và một trong những ngành nghề được rất nhiều các bạn lựa chọn phải kể đến như nghề sửa chữa ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng. Đây đều là những ngành nghề luôn trong tình trạng khan hiếm nhân lực, có nguồn thu nhập tốt, có công việc ổn định ngay sau khi ra trường. Vừa rồi thì Duyên đã giúp các bạn hiểu được rằng giá trị, quyền lợi và thời hạn của thẻ học nghề. Trước khi đến nội dung thẻ học nghề có bán được hay không thì hãy đăng ký kênh để có thể cập nhật các video mới nhất của Trường Dạy Nghề Thanh Xuân. Có thể khẳng định được rằng thẻ học nghề được cấp cho ai thì chỉ người đó mới có quyền sử dụng. Và nếu như bạn không có nhu cầu sử dụng chiếc thẻ học nghề này thì chiếc thẻ học nghề cũng không thể quy đổi ra tiền mặt. Có video vừa rồi thì chắc chắn các bạn đã hiểu được rằng chiếc thẻ học nghề này không thể bán được. Và nếu như bạn đang có trong tay một chiếc thẻ học nghề, có nhu cầu tìm kiếm một ngành nghề để học tập thì hãy liên hệ đến Kỳ Duyên qua số hotline 0961 677 991 để được hỗ trợ và tư vấn. Còn nếu như bạn đã có một ngành nghề rồi thì có thể cất chiếc thẻ học nghề này đi để có thể làm kỷ niệm cho riêng mình, hoặc bạn hãy lựa chọn cho mình một ngành nghề khác, biết đâu rằng ngành nghề mới này sẽ phù hợp với bạn hơn thì sao. Mọi quyết định nằm ở phía bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay, và nếu như xem đến đây rồi mà bạn vẫn chưa like thì hãy ủng hộ Kỳ Duyên và Trường Dạy Nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video. Và nếu như bạn có điều gì thắc mắc hoặc muốn Duyên làm nhiều hơn video về nội dung nào thì có thể comment phía dưới phần bình luận để Duyên có thể hỗ trợ cho tất cả các bạn. Kỳ Duyên, Trường Dạy Nghề Thanh Xuân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.